Các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa mới kết thúc 5 cái video bài học về các cái biểu thức lượng giác trong tam giác. Cái chủ đề tiếp theo là nhận diện tam giác. Nghĩa là gì? Nghĩa là đầu bài sẽ cho ta một cái đẳng thức trong đó có mối quan hệ về các cái cạnh này, các cái góc trong tam giác, và chúng ta sẽ phải biến đổi để chứng minh rằng đó là tam giác vuông hay tam giác cân hay tam giác đều nhé. Các phép biến đổi đó được thực hiện qua đâu? Qua các công thức lượng giác mà ta đã học, cũng như là qua các cái hệ thức lượng trong tam giác. Thầy lấy ví dụ này để chứng minh cái tam giác ABC nào đó vuông chẳng hạn. Thế thì ta có thể chứng minh cos của cái góc, ví dụ góc A chẳng hạn, nó bằng 0. Thì các góc trong tam giác thì chỉ chạy từ 0 độ cho đến 180 độ, lớn hơn 0 độ, nhỏ hơn 180. Cho nên nếu mà cos của góc này mà bằng 0 thì chứng tỏ góc này chỉ có thể bằng 90 chứ không thể nhận giá trị khác. Hay ví dụ để chứng minh một tam giác đó là tam giác cân thì ta có thể chứng minh cos của góc A bằng cos của góc góc B. Như vậy thì dẫn đến A bằng B và tam giác ABC nó sẽ cân. Không thể có một cái kịch bản khác vì A và B chỉ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 180. Nên là sin A bằng sin B cũng vậy, vân vân nhá. Bây giờ ta đi vào thực hành. Bài tập số 1. Chứng minh rằng nếu tam giác A, B, C thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây thì đó là tam giác vuông. A này, cos của góc 2A cộng cos của góc 2B cộng cos của góc 2C bằng trừ 1. B này, tan của góc 2A cộng tan của góc 2B cộng tan của góc 2C bằng 0. Ý C này, B trên cos A cộng, xin lỗi, B trên cos B nhé, cộng với C trên cos C bằng A nhỏ chia cho sin B nhân sin C. D, cotang của góc B trên 2 bằng cạnh A cộng cạnh C chia cho cạnh B. Đó, nó thỏa mãn một trong các cái điều kiện này thì đó là tam giác vuông. Ở trường hợp A, chúng ta có này, cos của 2A cộng với cos của 2B cộng với cos của 2C bằng trừ 1. Ta thực hiện cái phép biến đổi tương đương nhé. Tương đương với này, đây gộp cos 2A với cos 2B thành một nhóm, sử dụng công thức của cos A cộng cos B thì sẽ thành gì? Cos cộng cos là 2, cos của 2A cộng 2B chia 2, tức là thành A cộng B nhân với cos của 2A trừ 2B chia cho 2, tức là thành A trừ B. Đấy, thế còn cos 2C em cho viết nó thành 2 cos bình phương C trừ đi 1 thì bằng trừ 1. À, như vậy trừ 1 với trừ 1 ở hai phía ta triệt tiêu. Còn lại này, tương đương với 2 cos của A cộng B nhân với cos của A trừ B cộng với 2 cos bình phương của C bằng 0. Hay nó tương đương với em này. À, nhớ rằng là ABC là ba góc của một cái tam giác. Cho nên A cộng B cộng C phải bằng 180. Như vậy có nghĩa là góc A cộng góc B sẽ kề bù với góc C. Mà hai góc kề bù nhau thì cos của chúng đối nhau, đúng không? À, vậy thì cos của A cộng B này sẽ được viết thành trừ cos của C. Vậy em sẽ được trừ 2 cos của C nhân với cos của A trừ B. Đấy, cộng với 2 cos bình phương của C bằng không.
Thế thì ta chia cả hai vế cho trừ 2 đi. Thế còn lại là cos C nhân cos của A trừ B trừ đi cos bình của C thì bằng 0. Em đặt nhân tử chung là cos C ra ngoài. Cho ngoài sẽ còn gì? Cos của A trừ B trừ đi cos của C thì bằng 0, hay tương đương với cos của C nhân với cos của A trừ B. Ban nãy ta đã thống nhất với nhau là cos của A cộng B thì bằng trừ cos của C. Vậy đây có trừ cos C ta thay bằng cộng cos của A cộng B thì bằng 0, hay tương đương với cos C nhân với, ta lại sử dụng công thức cos của A cộng cos B. Em để ý nhé, cos của A cộng với cos của B thì bằng gì? 2 cos A cộng B trên 2 nhân với cos của A trừ B trên 2. Đây là thầy đang viết nháp này, để cho em theo dõi công thức thôi. Thế bây giờ ta quan niệm cái A nhỏ nó giống như A trừ B đây này, B nhỏ giống như A cộng B đây này, thì ta sẽ được là nhân với 2 cos của A nhỏ cộng B nhỏ trên 2, tức là A trừ B cộng với A cộng B chia 2, thì trừ B cộng với B để hết, còn lại 2A chia 2 tức là A, nhân với cos của A nhỏ trừ B nhỏ chia 2, tức là nó có A trừ đi B, trừ đi A trừ đi B thì A với A hết, trừ B với trừ B thành trừ 2B chia cho 2 thành trừ B thì bằng 0. Đó, hay tương đương với này, cos A nhân với cos của trừ B thì cũng là cos của B em nhé, nhân với cos C bằng 0. À, như vậy có nghĩa là một trong ba cái giá trị lượng giác này phải bằng 0, hoặc là cos A bằng 0, hoặc là cos B bằng 0, hoặc cũng có thể là cos C bằng 0 nhé. À, như vậy có nghĩa là tam giác A, B, C là tam giác vuông nhé. Trong trường hợp này thì hoặc là cos A hoặc cos B hoặc cos C bằng 0, có nghĩa là hoặc là A hoặc B hoặc B, hoặc A hoặc B hoặc C bằng 0, có nghĩa đây là một cái tam giác vuông mà cũng chưa cụ thể là nó vuông tại A hay tại B hay tại C. Đó, nhưng chắc chắn nó phải là tam giác vuông. Đấy là cái ý A. Ý B này. Ta có tan của 2A cộng tan của góc 2B cộng tan của góc 2C là bằng 0, thì nó sẽ tương đương với em này. À, tan 2A thực chất là sin của 2A trên cos của 2A. Tan 2B thành sin của 2B trên cos của 2B cộng với sin của 2C trên cos của 2C thì bằng 0. Hai cái phân thức đầu tiên này chúng ta kết hợp với mẫu số chung là cos của 2A nhân cos 2B. Thế thì khi quy đầu nên em sẽ được này, sin của 2A nhân với cos của 2B cộng với sin của 2B nhân với cos của 2A, tất cả chia cho cos 2A nhân cos 2B cộng với sin của góc 2C chia cho cos của góc 2C thì bằng 0. Do vậy em sẽ được này, ở trên tử em dễ nhận thấy là sin 2A cos 2B cộng với sin 2B cos 2A thì thành là gì? Sin của cái góc 2A cộng 2B nhé, chia cho cos của 2A nhân cos của 2B bằng sin của 2C chia, xin lỗi, cộng với sin của 2C chia cho cos của 2C thì bằng 0. Đấy. Thế ta lại biến đổi tiếp nhé. Sin của 2A cộng 2B, ta sử dụng cái công thức là sin của 2 alpha thì bằng 2 sin alpha nhân với cos alpha. Vậy ở đây sẽ là 2 nhân với sin của A cộng B nhân với cos của A cộng
b tất cả chia cho cos của 2a nhân cos của 2b. À, cộng với lại sin của 2c ta cũng viết thành cái 2 sin c nhân cos c chia cho cos của 2c thì bằng 0. À, sin của a cộng b cũng chính là sin c mà. Vì sao? A cộng b cộng c bằng 180. À, thế thì a cộng b sẽ bằng c trừ đi 180. Hai góc mà bù nhau thì sin của chúng sẽ bằng nhau. Ta đã biết rồi, sin của alpha thì cũng bằng gì? Sin của 180 độ trừ alpha nhá. Đấy. Vậy thì sin của a cộng b cũng sẽ phải bằng sin của c. Như vậy em sẽ được đặt sin của c ra ngoài đúng không? Thì sẽ còn là gì nhỉ? Cos của a cộng b chia cho a, ta lưu ý này, cos của a cộng b nhé thì chẳng qua lại cũng là trừ đi cos c đúng không? Vậy ta bỏ hai đi này. Đấy, thế thì ta để ý này, sin của a cộng b thì ta viết thành sin c, cos của a cộng b ấy, thì lại bằng trừ cos c các bạn. Vậy trừ đi sin c nhân với cos gì? Cos c. Đấy, chia cho cos của 2a nhân cos của 2b cộng với sin c nhân cos c chia cho cos của 2c thì bằng 0. Vậy đến đây ta đặt sin c nhân với cos c ra ngoài. Đấy, phía bên trong sẽ còn gì? Và ta đặt trừ sin c cos c ra ngoài đi. Phía trong ngoặc sẽ còn lại là 1 chia cho gì kìa? Cos 2a nhân cos 2b trừ đi 1 chia cho cos 2c thì bằng 0. Thế đến đây em nhận thấy ngay là lúc đó sin c nhân với cos c sẽ phải bằng 0, hoặc là 2 sin c cos c cũng bằng 0 gì? Tức là sin của 2c bằng 0 là trường hợp thứ nhất này. Trường hợp thứ hai là 1 trên cos 2a nhân với cos 2b trừ đi 1 trên cos 2c phải bằng 0. Cũng có nghĩa là 1 trên cos 2a nhân cos 2b phải bằng 1 trên cos 2c. Hai phân số bằng nhau thì mẫu của chúng phải là gì? Phải bằng nhau. Có nghĩa là khả năng thứ hai là cos của 2a nhân cos của 2b phải bằng cos của 2c. Thì biến đổi tiếp sang phía bên này nhé. Chúng ta được là sin của 2c bằng 0, hoặc là cos của 2a nhân cos của 2b bằng cos của 2c. Đấy, thế thì cái phương trình dưới ta viết thành cos của 2a nhân với cos của 2b bằng, đến đây em sử dụng công thức biến tích thành tổng cũng được nhé. Cos a nhân cos b bằng 1 phần 2 cos của a cộng b trên 2 đó, nhân với cos của a trừ b trên 2, hoặc là ta viết ra thành gì? Cos 2c ta viết ra thành cos của cái góc 2a ấy, cộng với góc 2b ấy, cộng góc 2c ấy, thì bằng 360 độ. Như vậy có nghĩa rằng góc 2a cộng 2b cộng 2c sẽ phải bằng 360 độ trừ đi 2c đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có là cos của 360 độ trừ đi 2a trừ đi 2b. Đấy, hay cũng tương đương với này, sin của 2c bằng 0, hoặc là cos của 2a nhân với cos của 2b nhé, thì bằng, ta có thể bỏ 360 độ đi thành cos của trừ 2a trừ 2b. Thế nhưng mà cos của trừ 2a trừ 2b cũng là cos của 2a cộng 2b. Do đâu? À, do là cos của alpha thì bằng cos của trừ alpha. Nếu vậy ta sẽ được này, trường hợp thứ nhất là sin của 2c bằng 0, trường hợp thứ hai là cos của 2a nhân cos của 2b
Thế thì bằng cos của 2a cộng cos của 2b có nghĩa là bằng gì? Cos của 2a nhân cos của 2b trừ đi sin của 2a nhân sin của 2b. Thì em dễ nhận thấy là cos 2a ở đây với cos 2a ở đây hết, 2a với 2b ở đây hết. Thế còn lại sin a nhân với sin b, xin lỗi là sin 2a nhân sin 2b bằng 0. Vậy em sẽ được khả năng thứ nhất là sin 2c bằng 0. Khả năng thứ hai là sin 2a bằng 0. Và khả năng thứ ba là sin 2b bằng 0. Nhớ rằng các góc ABC lớn hơn 0 và nhỏ hơn 180 độ nhá. Như vậy thì trong trường hợp mà sin của nó bằng 0, sin của các góc này bằng 0 thì cái góc 2a đấy chỉ có thể bằng 180 độ. Góc 2b ấy, nếu sin của nó bằng 0 thì 2b cũng chỉ có thể bằng 180 độ. 2c cũng có thể bằng 180 độ, không thể nhận các cái giá trị khác được, đúng không? Vậy thì ở đây hoặc là a bằng 90 độ, hoặc là b bằng 90 độ, hoặc là c bằng 90 độ. Vậy từ đây ta dẫn đến kết luận ABC là tam giác vuông. Và cái vuông này nó cũng chung chung thôi, có thể vuông tại A hoặc tại B hoặc tại C, chứ không cụ thể tại vị trí nào. Bây giờ ta sang cái ý C này. B ở đây tức là độ dài của cạnh đối diện với đỉnh B em nhé. B chính cos B cộng với C nhỏ tức là cạnh đối diện với đỉnh C đấy, chính cos C bằng A cạnh đối diện với A trên sin B nhân với sin C. Thì ở đây em phải nhớ cái định lý hàm số sin. Định lý hàm số sin bảo ta điều này này: A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C và bằng 2R. Nếu vậy em sẽ có này: A nhỏ thì bằng 2R nhân sin A, B nhỏ thì bằng 2R nhân sin B, còn C nhỏ thì bằng 2R nhân sin C. Ta gọi đây là cái biểu thức sao đi. Như vậy thì ta sẽ có sao, nó sẽ tương đương với này: chỗ nào có B nhỏ mình thay bằng gì? 2R sin B, tất cả chia cho cos B, cộng với C nhỏ nhé, ta thay nó bằng 2R sin C, sin C trên cos C thì bằng A nhỏ mình thay bằng 2R sin A chia cho sin B nhân sin C. Nếu ta triệt tiêu 2R ở hai vế thì còn lại sin B trên cos B cộng với sin C trên cos C thì bằng sin A chia cho sin B nhân sin C. Ta tiếp tục biến đổi tương đương này. Bây giờ ta quy đầu mẫu số đi. Ở bên trái của chúng ta sẽ có là sin B nhân cos C cộng sin C nhân cos B chia cho cos B nhân cos C bằng sin của góc A chia cho sin của góc B nhân sin của góc C. Thế thì ở bên trái trên tử của nó là sin B cos C cộng với sin C cos B thì sẽ là sin của cái góc B cộng C nhé. Đấy, chia cho cos của góc B nhân cos của góc C thì bằng sin của góc A chia cho sin của góc B nhân sin của góc C, hay tương đương với này. Em để ý nhé, A cộng B cộng C bằng 180, cho nên góc B cộng với góc C ấy, thì kề bù với cái góc A, mà hai góc kề bù nhau thì có sin bằng nhau. Như vậy là sin của B cộng C cũng đúng bằng sin A.
chia cho cos b nhân cos c thì cũng bằng sin a chia cho gì? Sin b nhân sin c. Hai phân số bằng nhau, có tử bằng nhau thì mẫu chúng phải bằng nhau, đúng không? Thì tương đương với này. Cos b nhân cos c bằng sin b nhân sin c, hay ta viết luôn thành trừ đi sin b nhân sin c phải bằng 0. Tức là ở đây ta sẽ có cos của góc b cộng c bằng 0. À, lúc này do b và c là các góc trong tam giác nên chỉ có thể xảy ra cái kịch bản là b cộng ac bằng pi trên 2 chứ không thể khác được. Đó. Hay là ta viết nó bằng 90 độ cũng vậy nhá. Điều này chứng tỏ là gì? Góc A sẽ phải bằng pi trên 2, tức là tam giác ABC vuông tại A. Suy ra tam giác ABC vuông tại A. Đó, đấy là vĩ C. Bây giờ ta đi vào vĩ cuối cùng của cái bài thứ nhất này. Đi đây. Cô tan của cái góc B trên 2 thì bằng cạnh A nhỏ cộng cạnh C nhỏ trên cạnh B nhỏ. À, tương tự như cái ý C nhé, thì em cũng áp dụng cái định lý hàm số sin. Lúc đó chúng ta có A bằng 2R sin A, B bằng 2R sin B và C bằng 2R sin C. Ta thế vào đây này, thì em sẽ được này, nó tương đương với này. Cotang của góc B trên 2 thì bằng gì? A, em thay nó bằng 2R sin A cộng với C, em thay bằng 2R sin C. Tất cả chia cho B, ta thay bằng 2R sin B. Nếu vậy á thì ta sẽ có này. Cotang của B trên 2 ta viết thành gì? Cos của B trên 2 chia cho sin của B trên 2 bằng. Ở đây 2R, 2R và 2R nó tự triệt tiêu đúng không? Còn lại sin của A cộng sin của C. Mẫu còn sin của B. Hay tương đương với tiếp em này. Cos của B trên 2 chia cho sin của B trên 2 thì bằng gì? Sin của A cộng với sin của C. Ta áp dụng công thức sin cộng sin bằng 2 sin của A cộng C trên 2 nhân với cos của A trừ C trên 2. Tất cả chia cho dưới mẫu này. Sin của B ta tách thành 2 sin của B trên 2 nhân với cos của B trên 2. Tương đương với em này. Cos của B trên 2 chia cho sin của B trên 2 nhé. À, cái sin của B trên 2 ở đây, viết sin của B trên 2 đây có thể triệt tiêu này. 2 ở đây với 2 ở đây cũng triệt tiêu này. Chúng ta rút gọn nhé. Sẽ thành gì? Bên trái chỉ còn lại cos của B trên 2. Còn bên phải nó là sin của A cộng C trên 2 nhân với cos của A trừ C trên 2 chia cho cos của B trên 2, hay tương đương với cos của B trên 2 thì bằng góc A cộng C trên 2 với góc B trên 2 là hai góc phụ nhau, tức là có tổng bằng 90 độ. Thế thì khi hai góc phụ nhau thì sin của góc này sẽ bằng cos của góc kia, tức là sin của A cộng C trên 2 có thể viết thành cos của góc B trên 2 nhé, nhân với cos của góc A trừ C trên 2, tất cả chia cho cos của góc B trên 2. Như vậy lấy cos B trên 2 đây và cos B trên 2 đây triệt tiêu. Còn lại sẽ là cos của B trên 2 bằng cos của A trừ C trên 2. Thế trong tam giác mà thì các góc của nó chỉ chạy từ 0 cho đến 180.
Cho nên là khi cốt của hai góc bằng nhau thì hai góc đó chỉ có thể bằng nhau chứ không thể là hai góc đối nhau được. Và nó cũng không thể là hai góc cách nhau số k lần 2pi được, đúng không? K2pi được. Đấy, chỉ có thể là chúng bằng nhau thôi. Có nghĩa là b trên 2 bằng a trừ c trên 2, hay là b bằng a trừ c, hay là b cộng c bằng a. Đúng 180 và tổng hai góc này bằng góc kia mà ba góc cộng lại với nhau bằng 180 thì điều đó hiển nhiên là góc a lúc này sẽ phải bằng 90 độ nhé. Suy ra a bằng 90 độ, hay là ta viết là b trên 2 như vậy. Vậy từ đây ta dẫn đến kết luận là tam giác ABC vuông tại A. Đó, ta kết thúc cái bài tập số 1 về nhận diện tam giác. Tạm nghỉ trong 1 phút, chúng ta lại tiếp tục với bài tập số 2 về chủ đề này.